Xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta đang chuẩn bị lên cầu Sài Gòn rồi. Bên kia cầu Sài Gòn sẽ là quận 2. Và các bạn thấy không, thấp thoáng bên tay phải đó là tháp Vincom nhé. Và bây giờ chúng ta đã lên cầu rồi các bạn ạ. Hôm nay tôi sẽ mời các bạn cùng tôi đi tham quan quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Và có lẽ chỉ tập trung vào khu vực Thảo Điền thôi, vì quận 2 rất rộng. Và tôi cũng đã làm video giới thiệu khu Sala, rồi khu đảo Kim Cương rồi. Tôi sẽ để link ở bên dưới nhé, bạn nào quan tâm thì vào xem. Và bây giờ đã qua cầu Sài Gòn rồi các bạn ạ. Bây giờ đã là đất quận 2. Con đường này gọi là xa lộ Hà Nội. Nó nối liền Sài Gòn với thành phố Biên Hòa. Và cả hai bên đều là đất quận 2 nhé. Thảo Điền thì nằm bên tay trái các bạn ạ. Bây giờ mới 6:30 mà mặt trời đã lên khá cao rồi các bạn ạ. Ngay phía tay trái chúng ta là dự án tàu điện Bến Thành - Suối Tiên do nhà thầu Nhật thi công. Nghe nói dự án này cũng đã đạt khoảng 90% rồi. Và khu vực Thảo Điền này ấy, từ năm 75 cho tới những năm 1985 ấy, thì vẫn chỉ có cái làng báo chí thôi. Gọi là làng cũng đúng, vì toàn nhà trệt, đường thì nhỏ, loanh quanh. Hồi đó thỉnh thoảng qua chơi, đúng lúc chiều cường thì đường xá cũng rất lầy lội. Nhưng bây giờ thì phát triển quá nóng các bạn ạ. Và hiện nay là bên phải có một ngôi chùa rất lớn, còn trước mắt là nút giao thông Cát Lái. Chúng ta sẽ dừng ở đây và tiếp tục tham quan bằng flycam nhé.
Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào một khu dân cư tiêu biểu của khu Thảo Điền nhé. Đây là dự án Mastery các bạn ạ. Đấy các bạn thấy không? Đẹp không kém gì Singapore các bạn ạ. Còn hơn đấy. Tôi cũng đã đi Singapore mấy lần rồi, thấy cũng thường thôi. Và khu này cũng là cực kỳ đẹp. Có một cái vòng xoay, chúng ta đi vòng xoay này thử xem có gì không. Ôi, còn lô đất đẹp quá. Lô đất này là lô đất vàng rồi. Rồi, tham quan khu này xong thì chúng ta sẽ làm một vòng quanh Thảo Điền nhé các bạn.
rồi, đây đã là đoạn cuối của con đường chạy quanh khu Thảo Điền rồi các bạn ạ. Và tôi sẽ dừng lại ở đây để bay flycam quay thêm một số cảnh của khu vực này để các bạn tham quan nhé. Đã hoàn thành tour tham quan khu Thảo Điền thuộc quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta lại lên cầu về Sài Gòn thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé.